Hành trình của tuổi trẻ không đơn thuần là những chuyến phiêu lưu kiếm tìm giá trị bản thân, mà còn là những cuộc gặp gỡ để hòa mình vào dòng chảy thanh xuân. Để cho đi, để yêu thương, để tận hưởng từng khoảnh khắc. Khi bước chân đã mỏi, nhà là nơi trở về. Cùng Sagota bỏ hết bộn bề về nhà đón Tết.